quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Đây là thí sinh siêu hot của Miss Universe Việt Nam 2022, từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Không kém cạnh những đối thủ nặng ký có profile khủng, Thảo Nhi Lê đã từng lọt top 100 người đẹp nhất thế giới. Trong ngày đầu diễn ra vòng sơ khảo, một trong những nhân vật được đánh giá cao về mọi mặt là Thảo Nhi Lê, người đẹp gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng màn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và cả tiếng Đức. Thần thái đẳng cấp quốc tế. Sự thể hiện của Thảo Nhi Lê ở Miss Universe Việt Nam 2022 cho thấy cô đã chuẩn bị khá kỹ cho cuộc thi và hoàn toàn sẵn sàng cho những thử thách sắp tới. Vậy, trước khi gây sốt tại Miss Universe Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê là ai? Cô nàng được mọi người biết đến với tư cách là một người mẫu, fashion blogger và youtuber. Người đẹp sở hữu tài khoản Instagram với gần 600.000 follower cùng với phong cách thời trang bận gì cũng đẹp. Không những vậy, Thảo Nhi đã từng đứng hạng 67 trong bảng đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021 do DC Color, chuyên trang phê bình sắc đẹp nổi tiếng thế giới bình chọn, và cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam đứng trong danh sách này. Thảo Nhi Lê vẫn giữ vững phong độ trên bảng xếp hạng sắc đẹp với vị trí 81 vào năm 2020 và vị trí 67 vào năm 2021, top 100 gương mặt đẹp nhất được bình chọn bởi DC Color. Với gương mặt xinh đẹp và thân hình bỏng mắt, Thảo Nhi cân mọi loại outfit để chứng minh mình sinh ra để dành cho thời trang. Phong cách của Thảo Nhi được netizen yêu thích nhờ vào sự biến đổi đa sắc, có thể tiểu thư đài cát, chuẩn mực cho đến sắc sảo như một quý cô sang chảnh hay sự nổi loạn của phong cách Y2K. Ai nói Thảo Nhi không phù hợp với cuộc thi vì quá tay? Với nét đẹp này, áo dài cũng phải ngã mũ thôi. Thân hình mờ lem này khiến đối thủ của cô ở Miss Universe Việt Nam 2022 phải dè chừng. Cá tính rồi trở thành tiểu thư dịu dàng, hầu như chẳng style nào dìm được Thảo Nhi. Y2K có lẽ là phong cách phù hợp với Thảo Nhi nhất, vừa thể hiện được cá tính riêng, vừa tôn vinh vẻ đẹp thời thượng của người đẹp. Vừa có nhan sắc, kỹ năng ngoại ngữ tốt, kèm thêm gu ăn mặc chất hơn nước cất. Bảo sao Thảo Nhi vừa đăng ký Miss Universe Việt Nam 2022 đã làm netizen nháo nhào ủng hộ. Dù có nhiều lợi thế về hình thể và ngôn ngữ, nhưng Thảo Nhi sinh ra và lớn lên tại Đức. Đến năm 2018 mới chính thức trở về Việt Nam sinh sống, nên khả năng tiếng Việt của cô chưa tốt. Trước những ý kiến trái chiều, cô nàng đã chia sẻ. Nhi nghĩ rằng dù tiếng Việt của Nhi không giỏi bằng các thí sinh khác và có thể là một trở ngại của Nhi, nhưng Nhi luôn luôn cố gắng hết mình để có thể truyền cảm xúc của Nhi đến với mọi người. Nhi càng tìm hiểu về tiếng Việt, Nhi càng yêu tiếng Việt nhiều hơn. Câu trả lời cũng cho thấy rằng Thảo Nhi sẽ nỗ lực nhiều hơn để khắc phục điểm yếu và hoàn thiện bản thân trong suốt quá trình dự thi. Hy vọng rằng người đẹp có thể chạm đến ngôi vị cao nhất trong cuộc thi nhan sắc danh giá lần này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.